Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05, chỉ thị số 52 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất và chỉ thị số 37 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 đã được Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố cụ thể hóa thông qua các chương trình, kế hoạch hành động, trong đó tập trung đổi mới lề lối làm việc, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết được tăng cường. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 52 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất, chỉ thị số 37 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả, qua đó đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động, giữ vững quan hệ lao động, góp phần cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua thử thách do thiên tai và dịch bệnh. Tuy nhiên, theo đánh giá, việc triển khai quy chế dân chủ trong doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng thỏa ước lao động chưa được nâng lên, tỷ lệ thỏa ước đạt loại A còn thấp.